dài chờ trông, từng ngày anh vắng xa, anh đi làm nhung nhớ, nhìn nhung nhớ trôi vơi. Bây giờ là tháng hai, sao vẫn còn mưa rơi? Xuân tưởng rằng anh sẽ đến những tháng dài màn đêm, nào ngờ anh đã quên, anh đi về nơi ấy, về nơi ấy xa xôi. Bây giờ là cơn mưa trái mùa chợt đến rồi chợt đi, lạnh giá và khô cằn. Một lần đi rồi lại đến, để lại đây chút dư vị của cái nóng khô cằn, đặc trưng của khí hậu phương Nam. Đã bao lần ướt áo, đã bao lần cảm lạnh vì những cơn mưa bất chợt. Vậy mà năm nào cũng mong ngóng những cơn mưa. Rồi mùa mưa thực sự kéo về, lại thêm những lần bất chợt mắc mưa, thêm những bối rối lính quính khi mưa kéo đến không một lần báo trước. Mưa miền Nam không giống miền Trung, không phải là những cơn mưa đầy tâm trạng. Nỗi niềm chi rứa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời thừa thiên. Mưa miền Nam cũng không giống mưa miền Bắc, không lất phất mưa phùn. Mưa miền Nam thường lớn, hối hả, tất bật, rộn ràng. Nhưng mưa xong tạm ngay, nắng lại hửng lên. Mưa mang cái khí chất rất đàn ông, khoáng đạt và mạnh mẽ. Sài Gòn trời trở cơn mưa rồi đó. Mưa trong hẻm phố, mưa từ dưới đất, mưa trên mái tôn, mưa xuyên qua tán lá. Mưa tạo nên một khoảng không gian mờ sương, bàn bạc hơi nước. Mưa mang đến cho lòng người cảm giác tươi mới, mang đến cho người ta nhiều điều thú vị. Thú vị nhất là nghe nhịp mưa rơi đều đều trên mái tôn, là ngắm những giọt mưa tinh nghịch nhảy nhót trên mái ngói. Mặt trời vẫn đỏ và mưa vẫn rơi, vậy mới là mưa Sài Gòn chính hiệu. Mưa Sài Gòn vốn không kiêng nể ai, thích là mưa, không thích thì cứ hầm hì bức bối, không thèm rơi ra một giọt mưa nào cả. Ngang tàn và hào sảng không khác gì tánh nết con người miền Nam cả. Mưa phương Nam là mưa ào ào, như vậy mới đã, mới làm người con phương Nam mỗi khi đi xa lại nôn nao những nỗi niềm khó tả khi thao thức nhớ về. Mưa Sài Gòn hay bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam đều vậy, đều có hình ảnh những con người lầm lũi trong mưa, đều có những dòng xe chạy vội vã làm bắn tung tóe những tia nước từ mặt đường lên cao. Ở xứ người, xe ô tô bịt mít bùn bốn phía, làm sao có cảm giác gió lộng tứ bề, áo mưa vũ phần phật trong gió mưa. Làm sao có cảm giác lạnh giá đôi bàn chân, hay đơn thuần chỉ là cảm giác thè lưỡi liếm chút nước mưa phả lên mặt, lên miệng. Sài Gòn khi có mưa khác lắm, không lung linh, không sặc sỡ. Sài Gòn khi mưa đẹp mộc mạc, tất cả phố phường, nhà cửa đều như trầm lắng trong mưa. Ngay cả con đường dường như cũng thênh thang hơn đôi chút. Người ta hối hả trên dòng đường, người áo mưa, kẻ che dù, người đầu trần, kẻ áo cọc phong phanh. Đường phố vẫn trôi theo nhịp chảy của nó. Chỉ có điều hôm nay lề đường thiếu hẳn những gánh hàng rong, thiếu hẳn những xe hủ tiếu,
những chỗ giá xe. Đường phố có lẽ vì thế mà thênh thang hơn hẳn. Trên đường, vài chiếc Honda dầm mình trong mưa. Mưa khiến người ta ngại ra đường, ngại chạy xe. Bất đắc dĩ lắm mới trùm áo mưa kín mít, dông xe ra đường giữa cơn mưa mù mịt. Mưa nên người ta thèm sự ấm áp, thèm sự khô ráo. Vậy nên người ta lựa chọn taxi làm phương tiện di chuyển như một cách mua lấy sự khô ráo ấm áp. Ngồi trong taxi, nhìn màn trời qua khung kính mờ mờ nước, lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trên khung kính, ngắm người ta hối hả trong mưa, trong cái ướt át, mới thấy quý cái nắng ngọt ngào của đất Sài Gòn. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, trời xám xịt tối dần. Trong các nhà phải mở đèn, ngoài đường xe cũng lên đèn. Ánh sáng của đèn xe pha xuống mặt, xuống đường loang loáng nước, chiếu rõ những giọt nước mưa đang hối hả xiên xuống lề đường. Nước bắt đầu tụ vào những vũng trũng, động lại thành những vũng lớn nhỏ khác nhau. Xe cứ nối tiếp thay nhau, lao qua một cách vô tình. Những vũng nước bị xe lướt qua, thoáng dơi rồi lại thoáng đầy. Hai bên đường nước ngập mấp mé lên đến vỉa hè. Nhớ quê và thương lắm những thân cò đang vất vả mưu sinh trên mảnh đất Sài Gòn giang tay rộng mở này. Nhọc nhằn hai chữ mưu sinh, vì miếng cơm manh áo cho gia đình, vì con chữ cho con, mà giữa cơn mưa tầm tã, người phụ nữ này vẫn một thân một mình đẩy xe phế liệu. Trời mưa lạnh lắm, nhưng có xá gì? Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là mái ấm đơn sơ với bữa cơm đạm bạc, trong vắt tiếng cười trẻ nhỏ. Niềm vui giản dị như những giọt mưa rơi tí tách bên hiên, như đôi dép lào sờn cũ, theo bước chân dọc ngang nơi Sài Gòn đô hội. Ai đó nép bên hiên tránh mưa, ai đó vội vã phóng xe qua những con đường sũng nước. Mưa vẫn rơi đều, và những dòng xe ba gác của chị vẫn đều đặn trên đường. Có những cơn mưa khiến lòng ta ấm lại. Mưa mang con người ta về với mái ấm gia đình, về với ngọn lửa yêu thương của những người thân yêu ruột thịt. Những cơn mưa ấm áp tình người. Sự lãng mạn. Biết bao cơn mưa đã hóa thành nàng thơ cho các tao nhân mặc khách, cho giới nghệ sĩ xúc động hồn thơ. Ai biết trong dòng người hối hả kia có ai đang dõi theo bước chân chậm rãi của cô gái cầm dù đỏ đi trong chiều mưa nặng hạt. Chỉ là một khách bộ hành, một cây dù đỏ, một dáng nghiêng che.
nhưng lại làm cho phố mưa bỗng trở nên duyên dáng, bỗng trở nên thi vị hơn hẳn. Trong mắt nghệ sĩ, mưa là nàng thơ, là khách thơ, là đối tượng sáng tác, là khởi nguồn cho mọi cảm hứng. Còn trong mắt người dân, nhất là những người dân Sài Gòn, mùa mưa đến là ngổn ngang nỗi lo về triều cường, nước ngập. Sau những đợt mưa nặng hạt, ồ ạt, cả Sài Gòn mênh mông trong biển nước. Người ta cứ lội nước mà đi, cắm đầu phóng xe mà đi. Đi bộ thì dò dẫm bước chân, tránh được ổ voi ổ gà, tránh được những họng cống. Đi xe thì cứ nhắm người trước mà đi, cho khỏi sụp hố, khỏi sụp lỗ. Nhắm chừng xe tay ga gầm thấp, chạy không được, thì e cổ dắt, hì hụi đẩy. Nước ngập đường đi, những chiếc xe xé tan màn nước để tiếp tục hành trình. Kẻ ngồi trên xe thì co giò lên cao tránh nước. Tội kẻ đi bên bị nước bắn lên tới đỉnh đầu. Xui xẻo tan tầm vào lúc Sài Gòn mưa nặng hạt, thì coi như đoạn đường về nhà là một cuộc hành xác, là thảm thương với thân hình ướt mem như chuột lột. Dòm dòng người qua lại trên đường ngập nước, khách diễn xứ không khỏi ngao ngán và thắc mắc. Tại sao Sài Gòn vẫn giữ thái độ thản nhiên, dù họ đang khổ sở giữa những đoạn đường như vậy? Đó là vì người dân sống ở Sài Gòn đã quá quen với cảnh như vậy rồi. Họ quen và chán đến nỗi không muốn cắt nghĩa. Chỉ biết cứ mưa không cần lớn lắm là ngập, ngập là tắc đường. Mùa mưa nào cũng vậy. Mưa, ngập là định luật đã trở thành quen thuộc trong tiềm thức người dân Sài Gòn những năm gần đây. Trách ai bây giờ? Đây hoàn toàn không phải là hậu quả thiên tai, mà là nhân tai. Công tác quy hoạch với việc lắp dần các kênh rạch ở Sài Gòn, với hệ thống thoát nước tồi tệ và chắp vá, đã làm nên những ngày giao thông khủng khiếp quen thuộc đó. Kêu trời không thấu, thôi thì chấp nhận thực tại, vui vẻ với mưa, với nước, với bụi cống rãnh sọc lên mũi. Chấp nhận xui rủi, lỡ dính vô ổ gà ổ vịt. Người Sài Gòn tếu táo gọi cái này là điệp khúc mùa mưa. Mùa mưa nào không vậy? Vậy nên em ơi buồn mà chi, mưa mà. Mưa nên mỗi năm, điệp khúc ngập đường ngập xá lại lặp lại tràn lan mặt báo, rôm rã trên truyền thanh truyền hình. Mỗi năm dự báo Sài Gòn lại ngập nặng hơn những năm trước, và cái điệp khúc đó cứ ra rã phát trên báo, trên sóng online, sóng truyền hình không biết nhàm. Vậy nên hồn ai nấy giữ, xe ai nấy dắt, nhà ai nấy be bờ nâng nền. Ngày xưa, cái hình ảnh nước tràn vô nhà dân là điều hiếm hoi. Còn những năm gần đây, hình ảnh đó cứ tái đi diễn lại. Cái cảnh loay ngoay lướt ngớt, vừa be bờ trước cửa nhà, vừa lay quay tát nước, đối với người dân thành phố, giờ phổ biến như cơm bữa. Đến hẹn lại lên, tháng 6 dù không lại trời mưa, trời vẫn mưa. Như người tình chung thủy, như chuyện tình ngưu lang chức nữ, không cần phải ô thước bắt cầu, mưa cũng về cùng chốn nhân gian. Dân lục tỉnh sống chung với lũ lụt, còn bắt được cá ăn hoặc đem bán, còn có phù sa bồi đắp ruộng đồng. Còn Sài Gòn, người ta cũng đã quá quen với việc phải bỏ tiền ra sửa xe mỗi khi nước lên ngập đường. Thank you.
ánh chiều buông, khi nắng còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài, mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến hoàng hoa, hay những đường xa thương thương hai đứa dắt nhau tươi cười, mắt say sưa thắm lòng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh, mưa bây giờ không như ngày xưa, mưa không trong veo như giọt nước mắt em trôi ngày con đò đưa em sang ngang, mà mưa bây giờ làm dâng lên những dòng nước cống đen kịt, rác rưởi ngập ngụa. Mưa làm ngập đường phố, người lớn trẻ con đều phải bị bổm lội nước trên đường. Người Hà Nội tới mùa mưa lại hát: Hà Nội mùa này phố cũng như sông, và Sài Gòn cũng vậy. Sài Gòn mùa này trời không có nắng, đường phố nước lên thành con sông. Những con sông linh động, lên nhanh rồi cũng rút nhanh. Vậy nên người Sài Gòn vẫn lạc quan. Dù trời còn mưa rơi, đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười, rồi ngày trời thôi mưa. Đời lại đẹp như thơ, quyến luyến trong mơ. Chỉ mong ngày trời thôi mưa, để những người nặng gánh mưu sinh bớt phần vất vả, để những bụi bám buông thôi lấm lem những vết sình bùng. Mưa như vậy chỉ thương những người buông thúng bán bưng, nghe rào một cái là lẻ tay lẻ chân gom đồ đạc thúng mũng và quầy quả quan gánh tìm chỗ trú mưa. Mưa như vậy đường lụt lội, những dòng xe ba gác nặng đạp hơn, xe to kềnh càng, đường nước ngập mòn men, không biết ổ gà ổ vịt chỗ nào, sập hố là hì hụi ì ạch đẩy mệt xỉu. Thấy thương quá, lấy công làm lời. Mùa mưa tiền lời có bỏ bẻ gì với cái sức bỏ ra, vậy mới thấy bát gạo đồng tiền đáng giá cỡ nào. Sài Gòn phồn hoa đô hội, Sài Gòn hiện đại giàu có, và bên cạnh đó còn những mảng tối, những mảnh đời cơ cực. Gọi hình ảnh này là gì đây? Là nhọc nhằn mưu sinh, là thân cò lặn lội cơn mưa, là áo cơm mùa nước ngập. Gọi là gì cũng được, chỉ thấy thương lắm những kiếp người bươn chải kiếm sống ở cái thành phố này. Nhìn mưa, tự nhiên chạnh lòng nghĩ đến bao thân phận xa quê. Thương chị bán trái cây gồng mình đẩy xe trong gió, thương những em bán vé số chạy trong mưa với tập vé số ướt nhẹp, thương những người chở hàng lay quay với mớ hàng quá cồng kềnh trong làn mưa. Sài Gòn đang chìm vào đêm, đang chìm vào màn mưa dày đặc. Người ta ai cũng tranh thủ về nhà. Chỉ có chiếc taxi này là vẫn nằm chỏng chơ trên phố. Hình ảnh khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán. Đường phố Sài Gòn bây giờ bị đào nham nhở bởi các công trình. Người ta đào chỗ này, lắp chỗ kia. Đào thì đào cho sâu, mà lấp thì lấp vội vàng. Vậy cho nên cứ mưa là hằng hà sa số những miệng cống quên đậy nắp, những công trình gian dở biến thành cái bẫy nguy hiểm chầu trực người qua đường. Biết bao tai nạn thương tâm xảy ra trên những công trình giao thông xây dựng gian dở ở thành phố này.
Thỉnh thoảng khi đi ngang đường, bác gặp những hình ảnh như rề. Có người chửi thề bâng quơ cho bỏ tức, rồi lại phóng đi, rồi lại nhủ lòng chạy xe cẩn thận. Trời mưa, đường xá là những cuốn hồng tử sống chung với lũ. Còn người Sài Gòn lại phải gồng mình để thích ứng với cách sống chung với lục. Phải nâng cao tinh thần cảnh giác khi đi trên những con đường lên láng nước. Như một thông lệ, sau công cuộc tái lắp mặt đường cẩu thả hậu lô cốt, là thành phố xuất hiện rất nhiều hố đen, chực chờ gây tai họa. Và hậu quả là hố tử thần nở như nấm sau mưa. Thấy thương người dân Sài Gòn bây giờ quá. Mùa khô thì phải đi rất sớm để tránh tắc đường. Mùa khô còn thấy đường, thấy hố, thấy cống. Còn những hôm trời mưa, đường ngập nước, thấy đường đâu mà tránh. Những cái hố cứ bất ngờ hiện ra, ám ảnh tâm trí người đi đường. Cuộc sống là quá trình tự thích nghi. Câu nói này thật đúng với cuộc sống người Sài Gòn bây giờ. Khách du lịch chỉ biết méo miệng cười trừ trước hình ảnh chiếc xe taxi sụp hố giữa một thành phố văn minh hiện đại. Người dân địa phương thì bức xúc. Hố này là hố trâu chứ hố gà gì. Taxi lọt hố trâu. Nghe có vẻ như Sài Gòn là một cánh đồng đang được cày xới. Mưa thì nước ngập, nắng thì bụi khói ô nhiễm, đi lại khó khăn chật chội, tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày. Ngẫm rồi tự hỏi, khi nào Sài Gòn mới được bình yên? Khi nào người dân mới thôi mơ vì một ngày tản bộ trên vỉa hè, ngắm những hàng me xanh, con trẻ nô đùa nơi công viên sạch đẹp. Nỗi nhớ Sài Gòn nếu sẽ thiếu những cơn mưa. Sài Gòn vốn chỉ có hai mùa mưa nắng mà. Làm sao có thể chỉ yêu nắng vàng phương Nam mà quên đi những cơn mưa phóng khoáng. Tháng năm đều đặn với những cơn mưa chưa kịp dai dẳng đe thải ra quện lại. Lúc nào cũng mang tâm trạng vội vã trở về nhà để không phải lướt xe từng phút một qua những con đường lên láng nước như một dòng sông, chưa kịp rút sau cơn mưa. Vội vã để thoát những cơn mưa vừa chợt đến. Lấy đâu thời gian mà thênh thang ngắm mưa hóng gió? Lấy đâu mà thơ thẩn với những cơn mưa? Sài Gòn là vậy, nắng bụi, mưa ngập. Nhưng dẫu đi đâu, thì người dân Sài Gòn cũng vẫn yêu thành phố này. Biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu? Kia rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều muộn. Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ.
bầu trời xanh về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, lưng trời như sắc mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm, người đi khu chiến thương người hậu phương. Giữa những ai đã ở Sài Gòn, dù lâu dù mau, đều có thể dễ dàng nắm bắt thói quen của tiết trời nơi này. Với những buổi chiều mưa rơi bất chợt, mưa Sài Gòn lạ lắm, cứ như giả đò làm giá, thoáng đến rồi lại thoáng đi, cứ ào ạt trút xuống một cách bất ngờ, đến mức mà một người cẩn thận cũng không ngờ đến được, rồi lại hết đột ngột. Đột ngột như lúc mới đến, mưa Sài Gòn dội vàng như đuổi bắt, những giọt mưa nhỏ xối xả ào ạt. Mưa rơi lộp độp trên khung kính, trên nón bảo hiểm, trên vai áo. Trong cơn mưa, tất cả đường phố Sài Gòn đều giống nhau. Người ta nói mưa ở Sài Gòn không chỉ nhận ra được bằng thị giác, mà còn bằng cả thính giác, xúc giác và khứu giác nữa. Ngồi trong nhà, nghe vài tiếng lộp độp là biết mưa đã tới. Đi trên đường, ngửi thấy mùi nước ẩm nghĩa là mưa sắp tới. Đi trong cơn mưa, tự nhiên thấy lòng nhẹ lại, quên đi những tính toán của người, của đời. Quên đi những dằn vặt, những nghi kỵ đố ghét lẫn nhau. Trong cơn mưa, con người hình như nhân ái hơn, hình như trầm lắng hơn. Trầm lắng và tĩnh tâm chỉ đơn giản để cảm nhận một vẻ đẹp do mưa đem lại, một nét duyên rất quyến rũ của Sài Gòn. Nhà văn Vũ Bằng nhận xét: cái mưa ở miền Nam lạ lắm. Chính vào lúc mình cầu mưa như thế thì chọc thủng trời ra cũng chẳng mưa, nhưng lại cũng vào lúc mình không ngờ và không mong nhất thì mưa, nhiều khi không kèn không trống, trút xuống ầm ầm. Nói theo cách miền Nam là mưa ông tha mà bà không tha. Vậy nên đi dưới trời mưa phương Nam sướng lắm, tha hồ ngửa mặt mà để cho nước mưa rửa sạch bụi trần. Những lúc tan tầm, mưa gợi nhớ đến mái nhà, gợi đến bữa cơm ấm cúng bên cha bên mẹ. Những lúc đó, chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà. Những lúc đó, nếu là khách diễn xứ, chắc hẳn sẽ cô đơn, sẽ trống trải lắm. Về đâu giữa cơn mưa trắng xóa kia? Về với căn gác trọ lạnh lẽo, hay nghiêng ngang chạy xe dọc theo cơn mưa để có cảm giác mưa xóa hết, cuốn trôi đi tất cả những muộn phiền, lo lắng, để thấy mình không lẻ loi ở cái xứ đất chật người đông này. Sài Gòn mưa nhiều, đi ngược với đoàn người, xe nườm nượp, ngắm nhìn từng khuôn mặt hối hả, đang mau chóng trở về tổ ấm. Đứng giữa ngã tư này, tự nhiên thấy lòng trĩu lại. Có gì đó như là nỗi buồn man mác của một kẻ xa quê đang lang thang nơi đất khách. Nghe mưa rớt hột đêm tàn, thấm câu giọng cổ mênh mang phận người. Cơn mưa chiều bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Có mấy ai không một lần dừng chân trú mưa, ngắm nghía, trầm trồ, rồi ngấu nghiến những giọt mưa long lanh bảy sắc.
những giọt mưa nhỏ bé, tinh nghịch, lúc treo lơ lửng, lúc rơi lộp bộp, lúc đùa giỡn nhảy nhót giữa không trung. Những cơn mưa khiến lòng hóa trẻ thơ. Mưa xóa bớt bao muộn phiền của cuộc sống. Mưa đưa lòng người về phút lắng đọng, để làm nên những cung bậc nhớ thương, để rồi quyến luyến không thôi những hạt mưa chiều lặng lẽ. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ thắt tim chàng giây phút ngỡ ngàng, đôi lứa thôi đành dạ từ đến mưa. Dạ từ đêm làm nên cái hồn của địa phương. Thiếu nó, người ta sẽ cảm thấy lạc lõng, đánh mất một cái gì quý giá quen thuộc. Cũng như Đà Nẵng mà không có chợ Cồn, Huế mà không có chợ Đông Ba, thì sẽ mất đi một nét duyên vốn có vậy. Thưa quý vị, tạm xa Sài Gòn, chúng ta đang đến Đà Nẵng, mà nói đúng hơn nữa là đang trên đường đến chợ Cồn, một trong những chợ lớn nhất của Đà Nẵng. Thưa quý vị, Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, là thành phố lớn thứ tư, là một trong ba đô thị loại một trực thuộc trung ương của Việt Nam, cùng với Hải Phòng và Cần Thơ. Đà Nẵng trong lịch sử có tên gọi khác, vì nằm ở cửa sông Hàn nên còn được gọi là cửa Hàn. Người Pháp gọi Đà Nẵng là Turan, vì đọc nhầm thôn Thạc Gián thành Tu Gián, và Tu Gián được phiên âm ra là Turan. Nguồn gốc xứ Đà Nẵng là biến dạng của từ Chăm, Đà Nẵng. Theo tài liệu của cụ Bố Thuận, nhà nghiên cứu Chăm gốc Phan Rí, sống vào đầu thế kỷ 20, thì chữ Đa có nghĩa là nước Chăm cổ, Nan là rộng, lớn hoặc già. Địa danh Đa Nang hàm ý chỉ dùng sông nước rộng mênh mông, sông lớn hoặc sông già, cửa sông Hàn bây giờ. Người Việt phiên âm ra thành Đà Nẵng. Vào thời Pháp thuộc và trước đó, địa danh Đà Nẵng thường được gọi là Turan. Vậy từ Turan này do đâu mà ra? Cũng theo tài liệu của cụ Bố Thuận, thì chữ Đa Nan của dân tộc Chăm mà người Trung Hoa gốc Hải Nam đọc là Turan, do đó mà phiên âm thành Turan. Là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam, hạ tầng thương mại của thành phố Đà Nẵng được đầu tư đồng bộ hiện đại với 24 trung tâm thương mại và siêu thị. Đà Nẵng hiện có hai chợ lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố là chợ Hàn và chợ Cồn. Cùng những siêu thị lớn mới mở trong vòng vài năm trở lại đây như ở Sài Gòn, Metro, Bixi, Copmark, Intimex, Victronimex, Đệ Nhất Phan Khang, Nhật Linh, Đại Dương, Nguyễn Kim Sài Gòn. Đó là những trung tâm thương mại chủ yếu của Đà Nẵng,
Chợ Cồn là khu chợ lâu đời nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng và là chợ sầm uất nhất thành phố. Đã có thời kỳ, đây là chợ bán sỉ và lẻ lớn nhất của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam. Cái tên chợ Cồn có từ thập niên 1940. Do chợ nằm trên một cụm đất cao nên người dân địa phương quen miệng gọi thành tên. Thời đầu, chợ được xây dựng trên một cụm cát đầy lau sậy và lạch nước. Các gian chợ là những nhà chòi tre. Theo thời gian, người kinh doanh tu bổ bằng những vật liệu kiên cố hơn. Chợ có một mặt hướng về đường Hùng Vương, một mặt hướng về đường Ông Ích Kim. Phía bắc là một con hẻm, phía đông sát đường xe lửa. Phía đường Ông Ích Kim trước là kho đạn, sau là trại gia binh của cảnh sát và công binh cho đến năm 1975. Tháng 12 năm 1984, chợ được xây dựng lại gồm 3 tầng khang trang với diện tích 14.000 mét vuông và có tên chính thức là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Nhưng người dân thành phố Đà Nẵng vẫn quen gọi là chợ Cồn thay cho cái tên lạ lẫm nào đó. Xin mời quý vị là một vòng ngoạn cảnh chợ Cồn. Quả thật đây đúng là khu chợ lớn. Hàng hóa được bày bán đầy đủ, đa dạng và phong phú. Tuy không phải là chợ đêm, nhưng chưa đêm nào chợ vắng bóng người. Từng chuyến xe chở đầy ắp trái cây, hàng hóa đến từ mọi miền đất nước tranh thủ về chợ. Khi thành phố còn chìm đắm trong giấc ngủ say, hàng hóa trong chợ rất nhiều nên lối đi trong chợ rất hẹp. Vô khu chợ vải, chợ quần áo, hàng may mặc, quý vị sẽ thấy các kiosk nằm san sát bên nhau, hàng hóa chất cao ngồn ngộn. Khách đi phải lách mình để tránh đụng chạm làm rơi hàng hóa hay đụng người đi cùng. Người dân trong chợ rất là vui vẻ và hiếu khách. Có lẽ do đặc trưng Đà Nẵng là thành phố du lịch nên nụ cười luôn có sẵn trên môi những người buôn bán ở đây. Và cũng vì là thành phố du lịch nên với khách phương xa, giá cả rất dễ mua hớ nếu không trả giá cẩn thận. Nằm ở trung tâm thành phố, có thể nói chợ Cồn là khu vực buôn bán sầm uất và đông đúc của thành phố. Hàng hóa đa dạng với đủ các mặt hàng từ thông thường đến cao cấp. Đến đây, quý vị có thể tìm mua cái nón lá về làm quà cho người thân, mua cái áo, cái khăn, chai dầu gội, cái bàn chải đánh răng, đôi dép Lào, hay mua bánh khô mè Bà Liễu, bánh ít gai Hội An, mắm ruốc Huế, hạt sen. Ở chợ cái gì cũng có nên tha hồ mua, tha hồ đi coi mà không chán.
Đồ jean ở chợ Cồn được quảng cáo là mặc tốt mà giá cả phải chăng? Bông tai hay dây đeo cổ thì kiểu dáng khá lạ. Ai có nhu cầu mua lông mi giả thì đến chợ Cồn là chính xác luôn, đa dạng và phong phú về chủng loại. Nói về các món ăn Đà Nẵng mà không nhắc tới chè là một thiếu sót lớn. Chè là món ăn không thể thiếu trong đời sống của người dân Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng có những món chè đặc trưng như chè chuối, chè sa xoa, người Sài Gòn thường gọi là sương sa, dân Đà Nẵng gọi là thạch thoai, gồm hai loại thạch đen và trắng, cắt khối vuông nhỏ, trộn với đậu xanh đánh và nước dừa, có thêm cả hột lựu. Tất cả trộn đều, ăn vào những ngày hè thiệt là mát hết ý. Còn các loại chè truyền thống gồm có chè bắp, chè bột, chè đậu đỏ, chè đậu ngự, chè đậu gián, chè hột sen. Thật ra ở miền Nam, nơi người ta chế biến ra nhiều món ăn chơi mới là vương quốc của các loại chè. Không biết ngoài Việt Nam ra, còn có nước nào trên thế giới có hơn 10 loại chè như ở Việt Nam không? Chè là món ăn có thể ăn buổi sáng sớm, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, bất cứ lúc nào. Vì ngoài chợ người ta bán đầy, không kể những gánh chè rong rao bán lúc xế chiều và tối. Và tiếng rao, ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát không? Đã đi sâu vào tâm khảm của rất nhiều người ở Sài Gòn. Ở chợ Cồn còn có bán rất nhiều món ăn ngon nữa. Đặc sản Bắc Trung Nam không thiếu món nào. Từ các món chay đến các món mặn như quán chay B, bún bò Huế, cháo chả, mì Quảng, nem lụi, bánh bột lọc, chả chiên bà mập, quán bánh canh Nam Phổ, bún bò giò heo. Những hàng ăn này cũng đông đúc người. Tiếng người nói, tiếng chén muỗng gia vào nhau lanh canh, nghe thật vui tai. Đi vô khu hàng ăn uống như vậy, mũi tha hồ mà hít hà đủ loại mùi vị. Có lẽ quý vị cũng nên ghé vào ăn một món nào đó để biết hương vị ẩm thực miền Trung. Mỗi một địa phương đều có cách chế biến món ăn sao cho phù hợp với khẩu vị của người dân nơi đó. Cho nên người dùng khác đến ăn có thể cho là không ngon hoặc mặn quá, ngọt quá. Nhưng một lần nếm qua cũng chưa đánh giá đầy đủ cái hồn của món ăn. Ví dụ toàn thể dân sống dọc duyên hải miền Trung đều nước nước bọt khi trộn một tô bún chan mắm nêm hoặc mắm mực. Nhưng cũng có nhiều người chỉ đưa mắt nhìn cho biết chứ không dám ăn vì ngửi mùi hơi nặng. Mắt nhìn chỉ thấy một màu nước đen xám lợn cận. Nhưng tô bún đó là ngon nhất trong các món ăn mà người miền Trung xứ biển xếp hạng. Ra khỏi khu vực ăn uống, quý vị có thể đi dọc khu bán đồ khô để tìm hiểu thêm về các mặt hàng buôn bán ở đây, cũng như những chợ khác trên đất nước Việt Nam. Gian hàng bán đồ khô thường bày bán các loại gạo, nếp, đậu,
và các mặt hàng tạp hóa khác như gia vị, bánh kẹo, đồ hàng mã. Ở khu vực này khá là sạch sẽ, hàng hóa được bày bán thẳng thốn, trật tự, yên ắng. Thích nhất là đứng coi gian hàng bán gạo và đậu, đủ màu sắc hết. Màu trắng của gạo, màu vàng của đậu xanh, màu nâu đỏ của gạo lứt, màu đỏ của đậu ngự, màu xanh của đậu xanh hột, màu trắng của đậu nành. Màu sắc nằm xen lẫn nhau thật đẹp. Thường ở mấy tiệm bán đậu và gạo, khách không đông đúc, nhưng lượng khách ổn định do bán với số lượng lớn hoặc đông vào các ngày lễ chạp. Người bán không phải vất vả chộn rộn, nên những lúc rảnh lại đem đậu ra sàng lại cho sạch, bán có giá hơn. Đã bao giờ nghe câu ví ngọt như đường bát, mát như đường phèn chưa? Đường bát là loại đường này đó. Thưa quý vị, đường bát là một sản phẩm của tỉnh Quảng Nam. Đây là một loại đường có hình dáng và kích thước bằng cái bát ăn cơm, khá cứng, có màu từ nâu đà đến đen sẫm. Sở dĩ gọi là đường bát vì được đúc trong khuôn có hình dạng như chiếc bát đựng thức ăn. Loại đường này còn có tên khác là đường tán. Điều thú vị là ở chợ, người ta có cách tính rất độc đáo. Hai bát gọi là một cặp, 30 cặp gọi là một bầu, hai bầu là một gánh, hai gánh là một giỏ. Đường bát dùng để làm gia vị, làm các loại bánh truyền thống như bánh nổ, bánh tổ và làm kẹo rất ngon đó quý vị. Thưa quý vị, hiện nay, chợ Cồn có trên 2.000 hộ có giấy phép kinh doanh và rất nhiều những người buôn bán dạo nhỏ lẻ khác. Đó là những người bán hàng rong, thường quẩy quan gánh hay đội thúng bán trái cây bán dạo khắp chợ. Có vị khách Tây khi đi tham quan chợ đã nói rằng đây là hình ảnh rất đẹp, rất thơ, rất Việt Nam. Cũng phải, đã từ rất lâu rồi, hình ảnh những cô hàng xén thắt đáy lưng ông quẩy gánh hàng ra chợ như trong văn học của Thạch Lam đã không còn thấy nữa. Những phiên chợ giờ đây cũng chỉ còn dáng dấp chút mộc mạc, nét xưa với những đôi quan gánh kẹo kẹt, vài món hàng bé mọn của các chị, các thím nơi góc chợ. Năm tháng qua đi, cuốn theo biết bao kỷ niệm và làm mới lên cuộc sống của biết bao con người. Nhưng có lẽ, trong tâm khảm của rất nhiều người, vẫn còn khắc sâu những hình ảnh êm đềm thân thuộc về những đôi quan gánh đầy ấp hoa thơm trái ngọt. Cũng giống như các chợ khác ở miền Nam, chợ Cồn Đà Nẵng cũng có những loại trái cây như cốc, bòn bon, măng cục. Những loại trái cây vốn được xem là đặc sản của vùng đất Nam Bộ. Những trái cây này phần lớn được đưa từ trong Nam ra. Có lẽ là do khí hậu và thổ nhưỡng của miền Nam thích hợp với đặc tính của những loại trái cây này. Không khó để phân biệt nguồn gốc xuất xứ của loại trái cây này.
Người sành ăn, ăn thử một miếng là đoán được trồng ở trong Nam hay ngoài Trung, ngoài Bắc. Người ta nói chợ là nơi thể hiện rõ nhất mức sống của người dân, cũng là nơi bộc lộ nét văn hóa đặc trưng của từng vùng. Và để du khách hiểu rõ nhất, để khám phá được hết những nét riêng, nét độc đáo của người dân vùng đó, thì cách hay nhất là đi đến những chỗ bán hàng bệt, hàng chồm hổm. Những chỗ ấy chính là nơi thể hiện rõ rệt nhất nét văn hóa dân gian đặc trưng của vùng miền. Bởi đó là nơi tập trung tầng lớp lao động nghèo từ quê ra hay từ những nơi khác lại, tạo nên nét chợ nhỏ trong lòng chợ lớn. Chỉ đi đến những chỗ bán hàng bệt như vậy mới tận mắt thấy người ta chặt dừa, mổ mít, mới kiếm được những muối mít quê thơm thảo, mấy trái ớt hiểm cay xé lưỡi, cọng hành, quả chanh còn ướt sương mai. Dẫu là chợ lớn, chợ hiện đại, chợ trung tâm hay chợ đầu mối, nếu thiếu đi những thúng, những muỗng trái cây ngồi bệt bên chợ như vậy, chợ sẽ mất đi cái hồn quê hương, mất đi cái nét mộc mạc chân quê. Chợ sẽ vô hồn và trống trải lắm. Đối với người xa quê hương lâu năm, đi chợ không phải để mua đồ, mà đi chợ để kiếm cái hồn quê hương phảng phất đâu đó trong những góc của chợ, để nghe tiếng cười nói lao sao thân thuộc, để kiếm cái hương, cái vị đã lợt lạc sau nhiều năm phiêu bạt quê người. Ai xa quê mà không vậy? Ai xa quê mà không nhớ lao sao chợ cá, không nhớ cái âm thanh lỉnh kỉnh của thao chậu, dao kéo đụng nhau sổn soảng ở mấy hàng cá hàng tôm. Những chỗ bán cá bán tôm thường nhốt nháp, hôi tanh mùi cá mùi thịt, ồn ào nhất chợ. Nhưng bất cứ chợ nào cũng đều phải có khu vực như vậy. Và bất cứ ai đi chợ cũng đều phải cất công đến khu vực này. Người ta hay nói dân chợ búa, hay kêu đề phòng mấy bà hàng cá hàng tôm hung dữ. Thực ra chắc do nhìn mấy người bán cá bán tôm tay thoăn thoắt cầm dao cầm kéo, cắt cắt xẻo xẻo, nên tâm lý người ta sợ. Người ta gán bán cá bán tôm là hung dữ nhất trong những người bán hàng khác. Nghĩ cũng thương, làm cá làm tôm chịu mùi hôi tanh, tay chân ngâm nước riết nở thè lè, bằng tay bằng chân dễ bị nước ăn, mà lời lãi không bao nhiêu, lại còn mang tiếng dữ. Đà Nẵng là xứ biển, nên ngoài các loại cá nước ngọt, chợ còn bày bán rất nhiều loại hải sản, tôm, cua, cá mực. Trong các loại cá thì con cá chìa vôi là có ngoại hình lạ hơn cả. Con cá chìa vôi người Đà Nẵng gọi không phải con cá chìa vôi nổi tiếng ở vùng nước Chẻ He Nhà Bè nửa ngọt nửa mặn. Con cá đặc sản chìa vôi Nhà Bè to lớn, trên lưng nó có một cái kỳ to giống như cái chìa vôi, nên người dân địa phương đặt cho cũng sắp bị diệt chủng rồi. Còn cá chìa vôi Đà Nẵng này ốm nhách, dài thòn, y như cá khoai ở miền Tây vậy. Chỉ có điều cá chìa vôi có cái mỏ dài thiệt là dài và da màu hồng trong suốt. Chắc tại cái mỏ dài như vậy nên người ta mới gọi là cá chìa vôi. Nhìn lạ quá phải không quý vị? Nhìn lạ vậy chứ người miền Trung không tha thiết cái giống cá này lắm. Người ta thích ăn cá nục với cá thu hơn. Có lẽ do cá thu tươi hay cá thu ướp muối đem kho đều ăn rất ngon. Giá lại người miền Trung vốn cần kiệm, nên chỉ cần một khứa cá thu kho mặn có thể ăn trong 2-3 ngày. Cá thu thịt nhiều, xương ít, một khứa cá nặng hơn nửa ký, mua vậy có lợi về kinh tế hơn.
Có lẽ vì vậy mà loài cá biển này rất được ưa chuộng. Hàng cá, hàng tôm, quả là khu vực ồn ào, lộn xộn nhất trong chợ. Góc nào cũng xổn soảng tiếng thao chậu đụng nhau, tiếng kéo cắt lanh canh, tiếng dao chặt bụp bụp. Hàng cá, hàng tôm, cha sanh mẹ đẻ đã có đặc trưng nói thách. Vậy nên tâm lý chung là mua cá phải trả giá sát rạc. Vậy là thêm tiếng trả giá, tiếng chửi động, tiếng chào hàng sùm eo xèo cả chợ. Không khí đã ồn ào tạp nham, nói nhỏ sợ không nghe nên nói lớn. Bên này nói lớn, bên kia nói lớn hơn. Vậy là cuộc đua âm thanh kéo dài bất tận. Và cứ là chợ cá thì cứ là ồn ào lộn xộn. Và nếu đã là chợ thì chắc chắn phải có khung cảnh rất trần tục của những hàng thịt, hàng cá như vậy. Và cứ là chợ thì phải có những món ăn vặt, phải có những hàng quán bán bánh, bán thức ăn. Và chợ dù lớn hay nhỏ, ồn ào hay lộn xộn, dù ở bất cứ vùng miền nào, thì chợ vẫn là hình ảnh thân thuộc, gắn liền với hình bóng quê nhà, với những nỗi nhớ khôn nguôi về quê hương ruột thịt. Cũng phải thôi, chợ luôn gắn bó với hình ảnh tảo tần của bà, của mẹ và của hàng triệu phụ nữ trên đất nước Việt Nam này mà. Và có lẽ vì vậy mà cho dù giờ đây, dù đã, đang và sẽ có nhiều chợ và siêu thị được xây dựng mới ở Đà Nẵng, thì cái tên chợ Cùng vẫn luôn hiện hữu trong lòng người Đà Nẵng, miền Trung và xa hơn là của cả nước. Nó sẽ mãi là một trong những thương hiệu của thành phố, là chợ truyền thống, góp phần tô thêm vẻ đẹp của bức tranh đô thị của thành phố bên bờ sông Hàn. Ai một lần qua đây để lại nỗi nhớ thương pha lẫn đợi chờ. Vĩnh Linh ơi xa vắng để bây chừ, dòng họ lắng đọng thiệt tha. Cửa tung ơi biển xanh trong, vì sao con sóng vỗ đêm ngày theo nhịp chiều lên. Từng đoàn thuyền tôm cá đầy hoa, vui mùa biển gọi. Vĩnh Linh ơi thương nhớ vô vàn, Vĩnh Linh ơi thương nhớ vô vàn. Thành phố bên bờ sông Hàn những năm gần đây quả là một bức tranh đô thị tuyệt đẹp. Thành phố được quy hoạch rất có bài bản. Những khu dân cư mới, những con đường mới được xây dựng lên trên theo đúng bản vẽ quy hoạch tổng thể, nên rất khang trang, văn minh, trật tự. Như con đường Triệu Nữ Dương mà chúng ta đang đi ngang đây. Quý vị thấy đó, hai bên đường nhà cửa mới cất thật đẹp, đường phố thật rộng rãi và sạch sẽ. Đi trên con đường này có cảm giác thênh thang gió lòng, cây xanh bóng mát di du. Đi trên con đường này quý vị sẽ bắt gặp sân vận động Chi Lăng, một trong những sân vận động lớn nhất Việt Nam. Sân vận động này có quy mô 6 hecta với sức chứa hơn 35.000 người và thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ SHP Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng vào dịp tranh cúp bóng đá, quý vị sẽ thấy bầu không khí cuồng nhiệt nơi đây. Mỗi lần đội nhà SHP ra sân, khán đài lúc đó như một chảo lửa, làm cho bất kỳ đội bóng nào đến đây thi đấu đều e ngại trước khí thế của cổ động viên và đội bóng chủ nhà.
dân Đà Nẵng yêu biển và yêu bóng đá, cho nên sân Chi Lăng cũng là niềm tự hào của nhiều người dân Đà Nẵng. Là vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, trong những năm qua, Đà Nẵng đã vươn mình phát triển không ngừng và diện mạo thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Chỉ vài năm không đến Đà Nẵng mà thành phố này đã thay đổi đến choáng ngợp. Đường phố đông đúc, sầm uất, các cửa hiệu mọc lên như nấm, sành điệu không thua gì các phố trung tâm ở Sài Gòn, Hà Nội. Người ta nói dân Đà Nẵng giàu, giàu từ xưa đến nay, chứ không phải mới đây. Có người nói vui, dân Đà Nẵng nghèo lắm, chỉ có 9 chỉ vàng, ráng kiếm thêm một chỉ là đủ một cây. Còn có 9 cây thì ráng thêm một cây nữa cho đủ 10 cây vàng. Như quý vị thấy đó, đến Đà Nẵng, đi lòng vòng thành phố, khó mà kiếm ra khu nhà ổ chuột hoặc một nhà nào nghèo khó như ở Sài Gòn, ngoại trừ các làng chài ven biển. Con đường đến nhà thờ chánh tòa rộng thênh thang, khách du lịch quốc tế thủng thẳng dạo phố, vài ba chiếc xích lô du lịch lượn qua lượn lại bắt khách trên đường. Đường trưa khá yên ắng, xe du lịch xếp thành dãy dài, đứng im ắng với những rạng cây xanh hai bên đường trốn nắng. Càng đến gần khu vực nhà thờ, đường xá càng trở nên đông đúc nhộn nhịp vì gần chợ hàng. Thưa quý vị, nhà thờ chánh tòa được khởi công từ tháng 2 1923 do cha cố Van Lét, chủ công xây dựng và phát thảo phối cảnh tổng thể trên khoảng đất trống đường Rue du Musée, nay là đường Trần Phú. Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng còn được gọi là nhà thờ con gà, bởi trên nóc nhà thờ, cách mặt đất 27 mét, có biểu tượng con gà màu xám làm bằng hợp kim nhẹ rỗng bên trong, được tráng phủ một lớp hóa chất đặc biệt. Hơn 70 năm chưa được sơn phủ bảo vệ, mà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Con gà xoay theo hướng gió trên một dòng bạc rất nhẹ. Người dân bản xứ kháo nhau rằng con gà là đài dự báo thời tiết rất hiện đại. Con gà quay chiều nào là gió mưa là nắng tạnh. Thực ra vì con gà ở trên cao, để phòng gió tạt gãy đổ, người ta đã thiết kế cho nó đứng trên bệ xoay. Và thế là gió thổi hướng nào, con gà quay hướng đó. Có người thắc mắc, tại sao lại chọn con gà? Thắc mắc, tại sao lại chọn con gà làm biểu tượng trên nóc nhà thờ? Theo giải thích của cha xứ, con gà không phải là biểu tượng của nước Pháp, mà là biểu tượng của sự sám hối. Theo Thánh Kinh giảng, Chúa quở trách Phêrô, một trong 12 tông đồ của người: đêm nay gà chưa gáy, con sẽ chối Chúa 3 lần. Quý vị biết không, còn một điều thú vị nữa là nhà thờ này được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Tháng 2 1923 khởi công, tháng 9 1923 đã xong mặt tiền. Ngày 10 tháng 3 1924 làm lễ khánh thành. Mặc dù được xây dựng nhanh chóng như vậy, nhưng nhà thờ chánh tòa vẫn đảm bảo được độ hoành tráng và giá trị kiến trúc. Vậy nên công trình nhà thờ con gà Đà Nẵng đã được tặng thưởng huân chương của Tòa Thánh La Mã. Hiện nay, nhà thờ chánh tòa đã được trùng tu nhiều lần và có thêm nhiều công trình phụ, nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm cổ kính của kiến trúc xưa, và là điểm đến được rất nhiều người dân địa phương và khách quốc tế ghé thăm. Đến đây vào những ngày tháng tư nắng vàng gió lộng, quý vị sẽ thấy một nét đẹp rất thơ mộng của nhà thờ bên những cánh bằng lăng tím biếc đung đưa trong gió,
trong những ngày mây trắng trời trong. Những ngày đó, nắng không chỉ tràn lên khung cảnh nhà thờ, mà còn phủ lên tất cả đường phố Đà Nẵng một sắc vàng dịu ngọt. Hôm nay đường phố Đà Nẵng thật đẹp. Trời quang, nắng đổ lên láng khắp các nẻo đường. Cây lá hai bên đường di du như hò reo trong gió, như cố vươn cao để hứng lấy mật của trời. Đà Nẵng ngập nắng, nắng vàng trong vắt, nắng đẹp nhưng nóng, nóng đến bỏng rát. Có bài thơ viết rằng, chẳng có nắng nào như nắng ở miền Trung. Cái nắng làm cho bánh cu đơ công công khô giữa trời nắng lửa. Cầu dí dầm nằm nghiêng như vết khứa, trên cát và dưới nắng chói chang. Nắng miền Trung cho anh đến để rồi mơ, mẹ cha một đời nắng lửa. Nắng vàng gửi thơm hương lúa, về Hà Nội rồi vẫn nhớ nắng miền Trung. Nắng nên mọi vật dường như im ắng, đường phố dường như trải dài và rộng thêm ra. Đường phố thương người yên bình trong nắng trưa đổ lửa, thỉnh thoảng gió làm lay động mấy ngọn cây, nghe tiếng chim ríu rít truyền cành đâu đó. Nắng tô vàng đường phố, nắng làm cho chùa Tam Bảo uy nghiêm trầm mặc hơn. Có cảm giác nắng như đang dệt lên chùa chiếc áo kim sa lấp lánh, nhìn thật đẹp. Thưa quý vị, nơi chúng ta đang đứng đây là chùa Tam Bảo, tọa lạc tại số 323 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Đây là tổ đình đầu tiên của Quảng Nam Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung thuộc Phật giáo Nguyên Thủy Phái Nam Tông. Xây dựng từ năm 1953, Phật lịch 2056. Kiến trúc chùa là sự kết hợp hài hòa phong cách Đông Nam Á và kiến trúc Việt Nam. Chùa có 5 tháp cao, mỗi tháp có một màu, tượng trưng cho 5 màu của Phật giáo. Tháp chùa là nơi cất giữ xá lợi, tức là xương tro của Đức Phật. Tại chính điện chỉ thờ một Phật tổ duy nhất với nhiều hình ảnh sinh động. Trong chùa còn có bàn thờ bằng gỗ quý do vua Thái Lan tiến cúng. Hai cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề nơi Đức Phật đã đắc đạo. Chùa là nơi nhiều nhà sư, Phật tử và du khách tham quan, nghiên cứu khi đến Đà Nẵng. Quý vị nhìn thấy cả một pho tượng y như người thật đang ngồi trong lòng kính,
đó là sư trụ trì trước đây đã viên tịch. Đến Đà Nẵng, ngoài đi thăm thú cảnh vật, đi giảng cảnh chùa chiền, khách du lịch thường rủ nhau đi thưởng thức bún chả cá, một món ăn đặc trưng của khu vực miền Trung Việt Nam. Sở dĩ gọi là món đặc trưng của miền Trung là vì miền này có đủ các loại cá ngon dùng để chế biến thành chả cá như là cá thu, cá thác lát, cá mối, cá chuồng, cá nhồng. Bún chả cá Đà Nẵng có sợi bún nhỏ, nước dùng có lớp dán màu vàng nghệ, y như nước nấu cà ri vậy đó. Nhưng khi lấy muỗng lùa lùa lớp dán, sẽ thấy nước dùng phía dưới rất trong. Húp thử muỗng nước dùng là cứ gật đầu tấm tắc khen ngon. Đến Đà Nẵng vào dịp gần Tết, trời lạnh, ăn tô bún nóng hơi cay, mồ hôi túa ra sẽ cho quý vị một cảm giác rất là khỏe khoắn. Đặc điểm riêng của bún chả cá Đà Nẵng là tô bún vừa phải, đủ để người ta sau khi ăn xong vẫn còn cái cảm giác thòm thèm muốn ăn thêm. Vậy nên phần lớn khách du lịch đến Đà Nẵng, nếu đã một lần ăn qua món ăn này, khi đi xa lại nhớ da diết cái món bún chả cá bình dân đạm bạc mà hết sức hấp dẫn. Đà Nẵng đang thênh thang nắng, đường phố đang ngập nắng vàng, cứ ngỡ là nắng đến tận xế chiều. Vậy rồi biển động, biển nổi sóng dữ dội, sóng vũ tôn bờ cát, sóng gầm gừ như muốn cuốn phăng tất cả. Áp thấp nhiệt đới từ biển Đông kéo về, đúng như dự báo của đài khí tượng. Mưa rơi một giọt, nhiều giọt, rồi mưa đổ lộp bộp liên hồi lên kính xe, lên đường phố. Mưa đến thật nhanh, nhanh và lớn. Đường phố mới nãy còn khô ráo sạch sẽ, vậy mà chỉ trong tích tắc, nước mưa đã làm ngập lụt phần lớn hết các tuyến đường. Ngay cả những tuyến đường lớn mới được hoàn thành, mưa lớn và xối xả quá, hệ thống cống rãnh thoát nước không kịp nên ứ động. Có những đoạn đường nước ngập đến lưng nửa bánh taxi. Phải công nhận rằng mưa Đà Nẵng dữ dội, y như biển dậy sóng vậy. Mưa là mưa cho lớn, cho ngập. Mấy cái gạt nước trên kính xe làm việc hết công suất, mà cứ vừa ngưng qua bên này, thì kiếng phía bên kia đã mờ nước. Mưa đến mức tối trời, đường trơn, gió quật tứ tung. Đi đường giác này rất nguy hiểm, nhất là đối với các phương tiện xe thô sơ. Quý vị thấy đó, trên cầu Hàng vừa xảy ra vụ va quẹt. Chắc là do mưa và gió lớn,
nên tầm nhìn và tay lái yếu, da quẹt hay té ngã là điều đương nhiên. Mưa vẫn đều đều trút nước ngoài kia, khách đi đường vẫn cắm cúi hối hả chạy trên đường. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, lại nhớ cơn mưa Sài Gòn quá đỗi. Mới trời đang nắng hửng, đường phố còn hầm hập nóng bức. Vậy đó, chỉ một cụm mây kéo qua, biển chỉ gầm gừ đôi phút là mưa đã kéo đến ào ào. Tính khí thất thường và đỏng đảnh y như mưa Sài Gòn, còn cái nét mưa thì đậm chất miền Trung. Mưa miền Trung là những cơn mưa dai, mưa nhiều, có mưa xối xả trắng trời, có lúc là dai dẳng lất phất. Anh có về miền Trung mùa mưa, cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ. Cơn mưa như không chịu tạnh, mưa không chịu dứt, cứ hết đợt này lại đến đợt kia. Mưa nơi này trời còn chút sáng, đi qua đoạn khác là mưa mịt mùng. Cây cối mới nãy còn dương mình đón nắng, giờ lại lào xào ướt đẫm trong mưa. Cũng là mưa, nhưng mưa Sài Gòn có vẻ hiền hậu hơn hết thảy. Mưa Sài Gòn làm hạ nhiệt phố phường đông đúc. Mưa Đà Nẵng dữ dội hơn, mưa đi kèm gió biển, nên mưa mà như quất vào mặt người đi đường, như muốn lật tung mọi thứ. Con người miền Trung thật khốn khó, có lúc như bỏ chạy trước sự nóng bức của những tia nắng mặt trời, có lúc lại phải ẩn nấp trước những trận mưa áp thấp dữ dội. Đã nhiều lần mong mỏi đến thăm miền Trung cho biết cái mùi nắng, gió. Đã bao lần thồn thèm cái lạnh giá, cái lất phất mưa phùn của miền Bắc. Đến được rồi, lại thèm cái hương vị nồng nàn của những cơn mưa trái mùa, không thể nào nắm bắt hết được của Sài Gòn. Đi trong cơn mưa này, lại nhớ và yêu Sài Gòn da diết. Mỗi miền tuy mỗi phong tục, phân tách nhau trong cả cách mưa rơi, nhưng lại chia sẻ chung cái cảm nhận mỗi con người. Cứ mưa là thích, có mưa là sảng khoái, và thiếu mưa là nhớ, là khao khát đợi chờ. Đợi chờ mưa để ngắm hạt mưa bay, để lắng nghe đất trời rì rầm to nhỏ. Đợi mưa để thấy thảnh thơi, để có thời gian đàm đạo bên ly cà phê đen thơm phức. Miễn là những cơn mưa đừng kéo dài, đừng nối tiếp gây ra cảnh lũ lụt. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài, mắt lệ ngẩn dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mù, em còn nhớ không? Chờ đông ba khi mình qua, lá mè bay bay lạ đà, chiều thiết tha có em bên mình mà ngỡ hôm qua. Hò ơi, ơi hò, chiều mưa
buồn có ai mong. Trời mưa ngồi bó gối trong nhà, ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ, ngắm người ta đánh cờ dưới hàng hiên một cách say sưa, thấy tâm hồn bỗng dưng thanh thản. Mưa luôn mang đến cho con người một cảm giác lãng đãng, gợi nên chút buồn mang mát. Từ trên cao nhìn xuống đường, thấy một màn mưa bàn bạc, bỗng trỗi dậy nỗi niềm thương cảm những ai đang đi ngoài mưa gió. Trời thu mưa bay bay, mà lòng ai như say, hoa lá rơi đầy, từng giọt mưa rơi rơi, hòa nhịp tim chơi vơi, gió cuốn mây trôi. Ai đi ngoài mưa, ngậm ngùi nghe mưa rơi, giọng hoài buông lơi, chan chứa u hoài, lệ sầu ai hoen mi. Lạnh lùng nhịp chân đi, tiếc nhớ thương chi. Lướt đi ngoài trời, gió mưa tơi bời. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đã tự tình như thế. Ai đi ngoài sương gió tả tơi, chớ buồn vì mưa, xin chớ buồn vì cái đổng đảnh của ông trời. Mưa vẫn rơi đều đặn trên từng mái hiên, vẫn nhẫn nại rửa sạch bụi bặm của trần gian. Sau cơn mưa, đường phố, cỏ cây sẽ lại khoác lên một sắc màu tươi tắn, lòng người lại phơi phới hồn nhiên. Dù trời còn mưa rơi, đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười, rồi ngày trời thôi mưa, đời lại đẹp như thơ, quyến luyến trong mơ, ấm êm tâm hồn, hát câu yêu đời. Nhịp sống vẫn lao nhanh về phía trước, người ta cứ bị cuốn vào vùng máy tất bật của cuộc sống. Nếu không có những cơn mưa bất chợt, không có những phút dừng chân trú mưa đâu đó, có lẽ tâm hồn con người sẽ xác xơ khô cằn lắm. Dẫu có ghét cái ướt át của mưa, dẫu mưa có làm ta phải trì hoãn những lịch hẹn, có làm công việc chúng ta ngưng trệ đôi ba phút, nhưng những khoảnh khắc trong mưa thật sự là những khoảnh lặng quý hiếm. Bởi trong khoảnh lặng đó, ta tìm được về với chính tâm hồn ta, cho tâm hồn chai sạn cảm xúc của ta được tưới mát bởi những hạt mưa bé nhỏ. Làm mình cô đơn. Xuống đường ngắm nhìn xe cộ chạy trong mưa, tự nhiên có kẻ khơi khơi chạy giữa trời mưa gió, có gì lạ đâu, cho tâm hồn bay bổng chút mà, cho tấm thân vốn phải nai lưng làm cật lực lâu nay được hòa với thiên nhiên như một cách rũ bỏ sự mệt mỏi chán chường. Mưa ai cũng vội vã, ai cũng sợ ướt áo ướt quần, chỉ có ta là thênh thang bất chấp, chỉ có ta là chân trần lội nước tắm mưa.
cái cảm giác đó thật tuyệt. Đó là cái tự do, cái tôi rất riêng, rất con người. Mưa nhỏ một chút, rồi lại bùng lên thành mưa xối xả, cây cối chao nghiêng, xe cộ bấm còi inh ỏi. Mưa ngập đường, kẻ dò dẫm chạy chậm rãi, kẻ làm liều phóng nhanh cho nước bắn tung tóe hai bên. Đà Nẵng mưa dai thiệt, mưa từ lúc trời nắng chang chang cho đến khi trời tối đen mà vẫn chưa dứt. Mưa từ biển vô tới thành phố, mưa ngập hết các nẻo đường mà vẫn chưa thỏa lòng thỏa dạ. Mưa vẫn trượt dài, rượt đuổi nhau loang loáng trên những đường phố. Mưa rơi đầy trên những tán lá, mưa miên man trên những mái nhà. Từng giọt rơi rơi như bâng khuâng, như đánh dấu sự thăng trầm của thời gian, để lại dấu rêu phong trên từng mái ngói. Dừng chân bên góc phố mưa bay, thấy yêu tha thiết cái khung cảnh trộn rộn giữa cơn mưa này. Thấy lòng bâng khuâng vang lên giai điệu trữ tình quen thuộc của khúc mưa. Và ký ức lại trào dâng, lại ùa về. Tháng 6, mưa, mưa, giá đừng trời mưa, và anh đừng nhớ. Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì? Em, như hạt mưa rơi trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa. Dù trời còn mưa rơi, dù cho chiều nay mưa có hắt xối xả vào mặt, làm cay mắt, làm mờ cả đường đi lối về. Dù cho chiều nay mưa ngập cả đường, dòng sông trên phố sâu hơn, người đi vội vã hơn, phố phường chật chội hơn. Nhưng sao cứ nhớ, cứ nghĩ một ngày phải xa thành phố thân yêu này, xa cơn mưa dai dẳng này, lòng bồi hồi đến lạ, tưởng như mất điều gì đó thiêng liêng lắm. Tháng 7 trời mưa, những cơn mưa sụt sùi như nước mắt của chàng ngưu nàng chức trong ngày tiễn biệt. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa, Ngưu Lang vì say mê chức nữ nên bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Sau đó Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và chức nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần, hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu. Vì vậy, dân gian còn gọi chức nữ Ngưu Lang là ông ngâu bà ngâu. Cho nên nhân gian có câu, tục truyền tháng 7 mưa ngâu, con trời lấy đứa chăn trâu nực cười. Trời mưa như vậy mà đi ăn bánh xèo là hết ý. Ngồi trong quán, hít hà cái mùi thơm của bánh, xích xoa cái hơi ấm của củi lửa. Bánh xèo nóng, giòn rụm bưng ra. Dưới cơn mưa rả rích, cả nhà sum họp quay quần ăn bánh xèo thật là ấm áp. Ở Đà Nẵng, quán bánh xèo ngon nhất là bánh xèo Bà Dưỡng ở địa chỉ Kiệt 11 Hoàng Diệu. Kiệt ở đây có thể hiểu là hẻm ở Sài Gòn hay là ngõ ở Hà Nội. Quán bánh xèo lúc nào cũng đông khách. Khách đông đến mức nhiều khi sử dụng một dãy liên hoàn bếp như vậy mà vẫn không kịp bánh bán. Khách phải trùm áo mưa đứng đợi hồi lâu mới có bánh đem về. Thưa quý vị, so với bánh xèo miền Nam, bánh xèo miền Trung nhỏ hơn, chỉ bằng chiếc dĩa bé bé, ôm ấp bên trong con tép nhỏ với chút thịt nạc mâm, điểm thêm vài cọng giá trắng muốt nổi bật trên nền bánh vàng rộn, nhìn rất bắt mắt.
Đặc điểm bánh xèo Bà Dưỡng là giúp da giòn ở bên ngoài, dai ở bên trong. Nhìn có vẻ nhiều dầu mỡ nhưng ăn không ngán, vì miếng bánh xèo nhỏ lại được ăn kèm với rau sống, chuối chát, khế. Ấn tượng nhất đối với thực khách khi ăn món này chính là nước chấm, hay còn gọi là nước tương. Vị đậm đà rất vừa ăn, khác hẳn nước chấm chua ngọt ở miền Nam. Ngoài bánh xèo, quán Bà Dưỡng còn bán nem lụi, bún thịt nướng, ram cuốn cải, bò nướng lá lốt. Ăn rất ngon mà giá cũng rất bình dân. Đó cũng chính là lý do quán này thu hút được nhiều thực khách đến như vậy. Trong hẻm này còn có quán miền Trung cũng bán y như quán Bà Dưỡng, khách cũng rất đông. Chiều mưa qua sông trầm tư, Sài Gòn lại nhớ mưa Đà Nẵng. Ngồi trong quán cơm tấm lại nhớ cái mùi củi lửa nồng ấm của quán bánh xèo Bà Dưỡng. Mưa mỗi vùng miền mỗi khác, nhưng chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có chung những duyên nợ buồn vui cùng mưa. Mưa là chứng nhân của bao nhiêu kỷ niệm. Mưa luôn nhắc ta nhớ đến một điều gì đó, một ai đó, một buổi chiều nào đó. Giữa bộn bề lo toan, trước những cơn mưa chiều hối hả, lòng bỗng hóa trẻ thơ, trái tim chai sần khô cứng, bỗng trở nên mềm mỏng, bỗng trở nên yếu đuối, đủ để thèm cái siết tay ấm áp của bạn bè, người thân. Ngồi nơi đây, giữa Sài Gòn đô hội, trong cơn mưa chiều tầm tã, có ai đang trỗi về vùng ký ức xa xăm? Có ai nhức nhối với những kỷ niệm bấy lâu dồn nén? Chắc có. Ai mà không có lần nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Nhớ ai mùi hương tóc thề, tình tôi rất ghê, năm tháng khôn nguôi. Ai về quê mà miền Trung, gửi thăm xứ Huế thân yêu, nhắn đôi câu thăm. Kính thưa quý vị, qua cuốn Mưa Sài Gòn, Mưa Long Xuyên, Mưa Đà Nẵng này, Trung tâm Rainbow đã đem lại cho quý vị một số hình ảnh thú vị, từ những kỷ niệm thuở thiếu thời cho đến những thay đổi hiện nay. Dù gì đi nữa thì những cơn mưa trong quá khứ, trong kỷ niệm, cũng đã nuôi nấng tâm hồn chúng ta lớn lên theo năm tháng. Và những cơn mưa bấy giờ sẽ làm gợi nhớ cái hồn xưa.